Chào chào mình đi vào video thứ tư của khoảng cách. Bài này rất là ngắn, rất là dễ. Em chỉ cần lưu ý cho thầy dấu hiệu nhận biết và cách kể đồng phụ, mỗi như vậy thôi. Nếu video 1 là bài toàn bộ, video 2 là sự song song, video 3 là khác nhau, video 4 là không gì cả. Chúng ta đi vào phần 1 lắm á. Thầy muốn nói tới cái cung bậc thứ 3. Cái này chắc để gọi là cung bậc thứ ba đi. Cấp hai là đối điểm. Cái này gọi là không gì cả nhá. Cấp độ 4 đi. Cấp độ 4 đó là không gì cả, nothing đi. Dấu hiệu nhận biết của cung bậc này: khi đồ án yêu cầu là tính khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng P. Nhưng mà cái mặt phẳng P của thầy ở đây nó có đặc điểm đó là mặt phẳng P của thầy ở đây là chứa trên đường cao. Thế thì khi mặt phẳng P chứa trên đường cao thì thầy có một cái phương pháp như thế nào? Thì phương pháp của dạng bài này như sau. Thứ nhất, đó là điểm M ở đây không phải là trên đường cao, vì trên đường cao nằm ở mặt phẳng P rồi. Thứ hai là mình không thể sử dụng phương pháp đổi điểm được, bởi vì nếu đổi điểm thì nhờ trên đường cao tính khoảng cách hộ. Tuy nhiên, nếu trên đường cao nằm trên mặt phẳng cần tính khoảng cách thì cái điểm đấy tính hộ nó bằng 0 à? Sai. Nếu như vậy chúng ta có một phương pháp rất là hay, đó là từ cái điểm M, từ điểm M kẻ vuông góc với đoạn. Đoạn ở đây là đoạn thẳng. Thứ nhất đó là chứa trên đường cao. Từ cái điểm M chúng ta kẻ vuông góc với cái đoạn thẳng chứa trên đường cao. Và cái đoạn đấy thuộc này nhá. Chứa trên đường cao và ở này. Ở đây. Thế nào còn là cái đoạn thẳng chứa trên đường cao ở đây? Thì thầy trò mình có thể đi vào bài đầu tiên. Hôm nay em nhận biết được và kẻ được đường phụ, thì cái video sau thầy sẽ nói về khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thầy đi vào bài đầu tiên, em sẽ thật nhanh với thầy này. Bài 1: cho hình chóp SABCD có SA bằng A, SA vuông góc bề đáy, SA bằng A và SA vuông góc bề đáy. Đáy hình vuông tâm mô tam giác SAD cân. Đấy. Và yêu cầu một vài ý đầu tiên: tính khoảng cách từ O tới SAB. Trước khi đi vào bài giảng thì thầy chỉ cho em một chút là A ở đây là trên đường cao này. Mặt phẳng tính khoảng cách chứa trên đường cao, mình làm như thế nào? Đấy. Nếu bài này mà đi thi làm trắc nghiệm thì đáp án bài này là A trên 2. Một đường phụ của A trên 2. Còn tại sao làm được như vậy? Em cùng xem cách mà thầy vẽ hình. Nét đầu tiên là nét dài nhất và nét đất sổ xuống đây. Bằng này thì kệ đi nhá. Thầy với An ra ở đây A, B, C, D, tâm là O. O tam giác SAD là tam giác cân. Cân thì dĩ nhiên ở đây nó phải cân tại A, phải cân tại S không được. Hai góc vuông có này phải nó vuông sẵn rồi. Tam giác cân thì chỉ có thể cân tại đây thôi. Cái này ta cho bằng A.
Thầy nghĩ gì thì thầy bảo này. Điều đầu tiên thầy nghĩ đó là điểm ô, đây là điểm khó, không làm cho bài toán mẫu được. Điều thứ hai thầy nghĩ đó là nếu điểm ô quy về điểm A thì điểm A nằm trên mặt phẳng cận tính rồi, A thuộc mặt phẳng cận tính thì A không thể tính hộ điểm O được. Và như vậy người ta thuộc vào cung bậc thứ tư. Và nếu gặp phải cung bậc thứ tư, chúng ta kẻ đường phụ như sau: S, A, B. Từ điểm O thầy sẽ kẻ vuông góc với đường. Thứ nhất đó là phải chứa trên đường cao. Thứ hai là phải nằm ở dưới đáy. Có AS và AB là chứa trên đường cao, nhưng AB là đường nằm ở dưới đáy. Thế nên ở đây thầy kẻ một đường phụ như sau: từ điểm O thầy sẽ kẻ một đường OH vuông góc với AB, do đáy là hình vuông. Thế nên tam giác AOB là một tam giác cân tại O. Thế là thầy kẻ vuông góc chỉ đến như này thôi. OH vuông góc với AB. Thế nên ở đây nếu như lời giải mình chỉ cần kẻ OH vuông góc với AB. Nếu mà cần chứng minh thì mình hãy có OH vuông góc với EA, OH vuông góc với AB, OH vuông góc với AB, OH vuông góc với EA. Theo định nghĩa cơ bản nhất về khoảng cách thì nếu tôi là đoạn vuông góc thì mình suy ra khoảng cách từ O tới AB. Vậy thì việc của mình ở đây chỉ việc tính OH. Thế thì O là trung điểm của BD, H là trung điểm của AB. Điểm này song song là bằng một nửa AD của thầy. Vậy này thì thầy tính được OH bằng AD trên 2 và bằng A trên 2. Nếu như bài này mà thầy đưa ra một tình huống khác hay hơn, đó là tính khoảng cách từ D tới mặt phẳng SAC thì cái câu chuyện của thầy cũng tương tự như vậy. Tính khoảng cách từ điểm D tới mặt phẳng S, A, C. Thứ nhất đó là mặt phẳng tính khoảng cách có chân đường cao. Thứ hai đó là đường chứa chân đường cao nằm ở dưới đáy, chính là đường AC. Phương pháp của thầy rất là đơn giản. Từ điểm tính khoảng cách vuông góc với đoạn chứa chân đường cao ở dưới đáy. D là điểm tính khoảng cách. Từ D thầy phải kẻ một đường D gì đó vuông góc với AC. Rất may ở đây đồ bài cho đáy là hình vuông. Nếu đáy là hình vuông thì DO nó vuông góc với AC rồi, thầy không cần phải kẻ thêm nữa. Nếu đáy thầy cho là hình chữ nhật, em có thể kẻ DK vuông góc với AC. Từ đấy em làm ra kết quả. Ý của thầy muốn nói rằng, ý thứ nhất nhận biết nó, ý thứ hai kẻ nó. Em hiểu được hai ý đấy thì từ bài 2 em có thể tự làm bài rồi. Thế thì từ D cho đến SAC thì nó chính là đoạn DO. Đấy, DO. Mà DO ở đây thì chúng ta bằng ngay DO là bằng A trên căn 2. Ok. Nếu như thầy ra một câu khác hay hơn, tuyệt vời hơn, đó là tính khoảng cách từ O cho đến SAD. Tính khoảng cách từ O cho đến mặt phẳng SAD. Em mà kẻ trước mình làm ra kết quả. Ôi, em thấy thầy yêu quá nhá, chả cần phải thầy kẻ. Ở đây thầy kẻ OK. Thế thì khoảng cách từ O cho đến SAD nó chính là bằng OK. A trên 2. OK vuông góc với AD, OK vuông góc với SA. Và OK chính là đường H vuông góc từ điểm O. Và đấy là khoảng cách. Vậy cung bậc 4 của thầy, ý thứ nhất đó là mặt phẳng cận tính chứa chân đường cao. Ý thứ hai, từ điểm tính khoảng cách kẻ vuông góc với đường chứa chân đường cao nằm ở dưới đáy. Nếu em hiểu điều đấy, bài 2 thầy đọc xong nhất định dừng video lại, làm ra kết quả trước thầy. Thầy cho mình đi vào bài số 2. Em chép thật nhanh bài 2 và làm trước thầy xem đáp án nó rơi vào đáp án nào. Cho hình cho ABC có đáy là một tam giác vuông tại C, AB bằng 2 lần BC bằng 2A.
Thầy cho H là trung điểm của AB. EH cùng góc với mặt phẳng ABC. EC tạo với mặt phẳng ABC một góc 45 độ. Tính khoảng cách từ B tới mặt phẳng AHC. Bài thầy vừa nghĩ ra xong. Đấy, chẳng qua là thầy muốn chép lên trước để lúc mà thầy quay video thì tiết kiệm được thời gian. Và tiết kiệm được thời gian thì cái dung lượng nó nhỏ, cái áp lực nó nhanh. Nhá. Ở đây thầy vẽ hình thật là nhanh. Sống trên đời sống đừng có một tấm lòng để làm gì em có biết không, để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi. EC tạo với đáy một góc 45 độ. Cái này bằng A, cái này bằng A và cái này bằng A. H là trung điểm của AB thì HA bằng HB và bằng HC và nó bằng A nhỏ. Tính khoảng cách từ B tới S H C. Tính khoảng cách từ B tới mặt phẳng SHC. Thứ nhất đó là mặt phẳng đường tính chứa chân đường cao H. Thứ hai, đường chứa chân đường cao H nằm dưới đáy là đường HC. Thứ ba, tam giác HCB là tam giác đều cách bằng A. Và điều tuyệt vời nhất, một đường phụ bắt đầu từ điểm tuần tính khoảng cách BK vuông góc với HC. Tinh tế sẽ tìm ra được vị trí của K. Tam giác là tam giác đều, vậy là điểm K là trung điểm. Và chúng ta chỉ cần là BK vuông góc với HC, mà BK thì lại vuông góc với EH. Mà thi trắc nghiệm thì không cần phải chép chứng minh của thầy nhá, chỉ cần nhớ thôi. Và đây là đường cao của tam giác đều thì cạnh nó bằng a cạnh ba trên a. Em tích từ này các bạn thì thầy học được nhá. Tại vì từ đây chúng ta suy ra khoảng cách từ b tới shc là bằng bk. Bk em tích từ này trước đó là vậy khoảng cách từ b tới SHC là bằng A căn 3 trên 2. Bài này thầy thực ra với thầy, theo quan điểm của thầy, thầy nghĩ nếu ở đây thầy gọi M là trung điểm BC, M là trung điểm BC, tính khoảng cách từ M tới SAB, bài này mới hay. Gọi M là trung điểm của BC và tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng SAB. Thế thì mặt phẳng SAB là mặt phẳng chứa chân đường cao H. Từ điểm M mình chỉ cần kẻ một đường vuông góc với đường chứa chân đường cao nằm ở dưới đáy. Vậy thì đường phụ ở đây chỉ là đường song song với CH thì nó sẽ vuông góc. Đấy, M nơ chẳng hạn. Vậy thì khi thế thì từ đây chúng ta chỉ cần kẻ cái đường MN vuông góc với AB là được. MN song song với HC. Hay song song thì sai. Thằng này mà song song với HC thì sai. Sai thì sao? Tại vì thế nên thầy bảo rằng bài này phải cho điểm M là trung điểm của BC. Tính khoảng cách từ M tới SAB thì nó mới gọi là hay. Ai cũng nghĩ là nó song song với cả HC. Đáp án bằng A trên 2 thì không phải. Cái này thầy vẽ đi ra cho này. Cái này nó phải bằng A căn 3 trên 4. Đấy, điểm M nằm ở đây. Bây giờ mà kẻ song song với cả HC thì nó không bao giờ vuông góc với AB. Còn vuông thì mình kẻ khác. Vuông thực ra nó phải như này. Trung điểm nhá. Bây giờ mình muốn kẻ vuông góc với AB. Đấy.
Phương góc cạnh AB cái điểm này nó phải rơi vào ở đây. Đấy, nó là trung điểm của hai cái thằng này. Đấy. Thế thì cái đường này nó sẽ là đường trung bình và đường này nó sẽ bằng một nửa cái đường cao ở điểm C. Và tam giác của thầy nó là tam giác đều. Cạnh này bằng a căn 3/2. Đường này bằng a căn 3/4. Thế kể cái kia thì xài sơ rồi. Đấy, câu này thành hai. Bình 4. Còn vào một ngày đẹp trời thầy có thể nghĩ ra một câu khác, một điều hay hơn, một điều tuyệt vời hơn. Đấy, thế thì thầy nghĩ là đến đây thôi. Thầy bảo này, em nhìn nhá. Nếu như thầy bịa một câu là có E là trung điểm của SC, tính khoảng cách từ E tới mặt phẳng SAB, em dừng video lại làm trước thầy. Đó là bằng A trên 2. Nếu em làm như vậy là em kể được khoảng cách như thầy rồi. Ok. Chuyện, chúng ta đi vào bài số 3. Chúng ta đi vào bài số 3. Cho hình chóp đều FABCD có ô là tâm đáy AB bằng 12A, tính khoảng cách từ B tới mặt phẳng SAC. Tính khoảng cách tới SAB thì em mới tính được. Chứ bài này bình thường tính được đâu. Khó đấy nha. Thầy chém gió thôi. Chúng ta sẽ đi vào bài số 3. Cho hình chóp đều SABCD, câu này thì làm thật nhanh. Ok. Hình chóp đều. Vậy thì thử đi. Tính khoảng cách từ B tới mặt phẳng SAC. Tôi nói gì nhỉ? Có những khoảnh khắc mình chỉ cần cảm nhận thôi. Nói nhiều thầy thành cái thằng dở hơn. Khoảng cách chính là BO. Thầy cho mình sẽ gặp nhau ở video số 5. Đó là khoảng cách hai đường chéo nhau.